Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop mai vàng của chị Loan để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái lô mai dáng trực đó quý vị. Đa số trực nha, cũng có lắc cũng có nhưng quý vị đa số là trực như thế này ha, trực tay cạnh cụ đế ha. Đây, em chào chị. Rồi, chào chú Tuấn, chào cô chú anh chị yêu mây vàng cả nước à. Em tên Loan, em ở Hòa Định, Chợ Gạo, Tiền Giang. Số điện thoại của em là 0366 894 896, cũng là số Zalo của em à. Hình thức của em là bao sóng bao ship trên toàn quốc à. Mời cô chú anh chị vào xem ủng hộ giùm em ạ. Rồi, mình vào cái đầu tiên mã số mã 1 số 1 luôn, rồi mã số 1 đây quý vị, cao 65, hoành 32. Rồi, 32 hoành. Đó. Cái đọt ở trên dốc. Chị cho em cái đọt giót ở trên bao nhiêu chị? Còn mười mấy đây. Cái đọt giót của nó là 13. Rồi, còn 13. Hoành ở dưới 30 mấy giờ đọt giót cũng có 13 quý vị. Giót cũng hai cây quá ha. Đó, có tại cạnh ở dưới. Giống như khỉ ha. Đế thì giáp vọng ở trên ha. Rồi mình giao lưu như rồi, mã số 1 giá 1,5 triệu. Rồi, 1,5 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Mình qua mã số 2 luôn nha quý vị. Mã số 2. Cao 70. Rồi, 70 cao. Rồi, cái hoành luôn. Hoành 24. Rồi. Tay cạnh ok quá nè quý vị. Rồi, cái cụ đế luôn. Mã số 2 giá 700. 700. Rồi, qua mã số 3 luôn nha. Số 3. Cao 70. Hoành 25. Rồi, 25 hoành. Trực tay cạnh đẹp đây ha. Còn cụ đế. Kính cũ ha, cụ đế cũng kính nè. Chỗ nào cũng có. Mã số 3 giá 600. Rồi, 600. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 4. Rồi, số 4 bên đây. Cao 55. Hoành. Hoành 32. Chị cho em cái giót luôn chị. Cái ngọn nó là 14. 14 ở dưới 32 giót lên trên còn có 14 của gì? Hay cây ha, tay cạnh u nào u nút luôn, cụ đế ha, dạng chơi là lùng lực ha quý vị, chót đọt ha. Rồi, mã số 4 giá 800. Rồi, mình qua mã số 5 luôn ha quý vị. Mã số 5 cao 70, hoành 26. Rồi, 26 hoành. Để đây. Rồi, mình giao mã số 5 chị. Giá 550. 550. Rồi, qua mã số 6 luôn ha quý vị. Số 6. Cao 75. Rồi. Hoành 25. Rồi, 25 hoành. Rồi, cụ đế luôn. Rồi, mã số 6 giá 800. 800. Rồi, mình qua mã số. Mã số 7. Cao 90. Rồi, 90 cao. Hoành 25. Rồi, 25 hoành. Tay cành là trực tay cành đấy không có gì. Cành ok luôn ha. Để em nói đây. Để bự kính ha, bộ mặt có đủ ha. Mã số 7 giá 600. Rồi, 600. Rồi, qua mã số. Mã số 8. 8 luôn. Cao 65. Cho cái cũ luôn nha chị. Hoành cái đó là nhiêu? Hoành 37. Rồi, kéo xuống cho cái cũ nạt luôn. Đó, ngắn ngắn đó ha. Cái cũ nó là 59. Cho cái giót đọt luôn, cũ 59.
hoành đế nè, ôm hết cái nồi đế dưới, đế 81 81 trên giọt, cái ngọn của nó là 18 18 đó, là cũng hai cây ha, giọt cũng hay ha. À, mình giá luôn nhiêu chị? Mã số 8 này giá 1 triệu. Rồi, 2 triệu ha. Rồi, qua mã số 9 luôn. Mã số 9. Cao 60. Rồi. Hoành 32. 32 hoành. Nguyên cái bệ đế luôn. Đó. Chân trước luôn, bên hông đây cũng nhóc luôn đây. Ở bên kia thì đế lực hơn ha. Bên nào cũng có kính nè ha. Rồi, giá luôn nhiêu chị? Mã số 9 giá 2 triệu. Rồi, 2 triệu luôn. Rồi, qua mã số 10 luôn nha quý vị. Cao 52. Đây là 30 nè. Rồi, đó 30, đó xích lên xíu. Đó, dưới đây là 35. Đó, ở dưới 35 cái cũ, gần cái cũ 35. Cái cũ là 46. Cũ là ở dưới đó 46 luôn. Rồi, giá luôn nhiêu chị? Mã số 10 này giá 1 triệu 2. Rồi, 1 triệu 2. Rồi, qua mã số 11. Mã số 11 luôn. Cao 75. Rồi. Hoành. Hoành 28. Rồi, 28 hoành. Đây. Mã số 11 giá 800. Rồi, xuống cây luôn. Số 12. 12. Em là trật tông cao cao tại cành đều ha. Cao 1m2. Hoành 22. Rồi, 22 hoành. Tại cành đều trang từ trên xuống luôn. Quá đặc luôn. Nó bung ra cái còn gì chịu nổi nữa. Tính thân luôn ha, còn đế đâu quý vị. Đấy vậy cũng ổn rồi ha. Rồi, giá luôn như chị. Mã số 12 giá 600. 600 à. Rồi, mình qua mã số 13 luôn. Mã số 13. Cao 1m. Đo lại cũng vậy. Tập mặt trong ra 34 hoành. Rồi, hoành 34. Đó, thân cành nè quý vị. Cành cũng đều ha. Cụ đế luôn. Co này có co lưng thỏ nè. Đế cũng đều ha. Chỗ nào cũng có, mặt nào cũng có. Rồi, mã số 13 chị? Giá 2 triệu rưỡi. Rồi, 2 triệu rưỡi. Rồi, mình qua mã số tiếp theo luôn rồi quý vị. Mã số 14. Cao 80. Rồi, cái hoành ra đó ha. Hoành 33. Chị kéo xuống cái cũ luôn rồi chị. Cái cũ nạt ha. À, đúng rồi, nhiều. Cũ của nó là 51. Cũ 51 luôn. Tay cành cũng đều đây ha. Trực, tay cành có đều. Cũ nở 51 nè. Rồi, giá luôn nhiêu chị? Mã số 14 giá 1 triệu 6. Rồi, 1.6 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 15. 15 đây. Cao 65. Đang là 17 ta. 15. Ủa? Cái này. Rồi, đổi cây nha quý vị. Mã số 15 em này nha quý vị. Mã số 15, cao 65. Rồi. Hoành 25. Rồi. À,
em này mấy người mã số 15 đây đấy nè. Mười lăm giá 700. Rồi 700.000 ship tới nhà quý vị luôn. Rồi xuống cây luôn. Đã số 16. 16. Cao 55. Hoành 24. Rồi 24 hoành. Rồi để luôn nha quý vị. Bắp ha. Đấy đủ trần. Rồi, vậy luôn nhiêu chị? Số 16 giá 500. 500. Rồi, mình qua 17 luôn. Ở số 17. Cao 65. Hoành 25. Rồi, 25 hoành. Tiếp tục làm em trực tay cành có đây ha. Đó. Trực tay cành cụ đế ha. Giáp dòng có đủ trơn đi ha. Cái mấy mặt cắt này nó kéo lại lành cái là đẹp hơn ha. Rồi. Đã số 17 giá 700. 700. Rồi, hoa cây mới luôn. Đã số 18. 18. Cao 50. Rồi. Hoành 24. Rồi, 24. Để đây. Đó, để dựng điệu trơn nè. Rồi, mã số 18 giá 600. 600. Rồi, mã số 10. Mã số 19. Một em sù, tay cành đặt kẹo. Cao 1 mét. Quý vị thích sù thì chốt hôm nay gấp nha, giá mềm xèo luôn. Hoành 23. Rồi, 23 hoành một em sù nặng nha. Giá thì nhẹ xìu, mỏng lét. Rồi, tay cành thì đặt rồi, giờ quý vị ngắm nghía cái độ xù nó nè, dừng. Đây, đang máy đang quay mình phải cố dừng nó lại, có gì bắt đầu từ đỉnh nha. Đó. Từ từ xuống, tay cành nào cũng vậy nha. Chốt gấp nha quý vị. Bao rẻ cái này luôn. Xù nè. Bít luôn nha. Để nè. Đó. Để cục đều luôn nè. Sù bít luôn. Giá rẻ rề luôn. Đã số 19 giá 600. Chốt gấp. Rồi, đã số tiếp số theo. 20. Cao 65. Hoành 27. Rồi. Tay cành cũng đều rang luôn. Này cũng nu nách nè. Đó, ta cần đều rang nách u u lục cục ha quý vị, chứ mình không có báo này sù như này báo nu nách nha. Để nè, để lực. Mã số rồi. 20 giá 800. Ok luôn. Mã số 21. 1. Cao 65. Hoành 25. Rồi. 25 hoành. Để nhận đế cũ ha. Đợt này về là tông trực ha, đế cũ. Yeah. Số rồi. 21 giá 650. 650. Rồi qua cây mới luôn. Mã số rồi. 22, mã số cuối clip. Cuối clip hôm nay. Cao 75. Rồi. Hoành 22. Rồi, 22 hoành. Tay cành đều luôn. Đó. Để luôn, để cũng đều luôn. Đó. Giá là sao chị? Giá 500. 500. Vào ship luôn. Rồi, mình cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem, quý vị ưng ý hộp nhãn mã số nào, alo Loan nhé. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.